cùng toàn thể anh chị em Đài Vĩnh Tiến. Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để tham dự buổi sự kiện đặc biệt của công ty Đài Vĩnh Tiến ngày hôm nay. Đối với bản thân tôi, ngày hôm nay thực sự rất là đặc biệt vì nó chính là ngày kỷ niệm 13 năm thành lập công ty Đài Vĩnh Tiến, và cũng chính là ngày mà chúng tôi sẽ ra mắt quý vị bộ hồ sơ chất lượng quốc tế cao nhất Việt Nam hiện nay, đó chính là giấy chứng nhận Full Test CEMA EU IEC 61439-1-2-6003-B Form 4B IB 43 và 100KA. Để đạt được giấy chứng nhận này thì đội ngũ kỹ sư và tập thể anh em Đài Vĩnh Tiến đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ về quy chuẩn IEC này, cũng như các yêu cầu khắt khe của tổ chức chứng nhận CEMA để có thể sản xuất ra một tủ điện hoàn chỉnh, từ đó đáp ứng mọi cái yêu cầu khắt khe nhất để đạt được giấy chứng nhận danh giá này. Nhân kỷ niệm 13 năm thành lập công ty Đài Vĩnh Tiến, tôi xin đại diện ban giám đốc gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã đồng hành với công ty Đài Vĩnh Tiến trong suốt 13 năm qua, cũng như tập thể anh em Đài Vĩnh Tiến đã đóng góp hết sức mình cho Đài Vĩnh Tiến cũng trong ngần ấy năm. Một lần nữa xin chúc quý khách sức khỏe, thành công và hạnh phúc.